Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Có lẽ rằng dạo này mọi người hay nghe tới cây bí siêu ngọn nè, cây bí siêu nụ nè. Thì trong đầu Nhật Thanh mường tượng liền à, mình nghĩ rằng ô, chắc cái cây này nó có nhiều bông lắm, nhiều ngọn lắm, nên người ta mới gọi là siêu. Nhưng mà sau khi Nhật Thanh xem những cái video trên YouTube thì mình thấy nó cũng khá là bình thường, nó khá bình thường lắm quý vị. Chẳng hạn như Nhật Thanh trồng bí đỏ đi, hồi vào mấy năm trước thì mình thấy nó cũng ra bông rất là nhiều. Thì cái cây bí này á, nếu mà mình trồng một hay hai cây á, mình muốn ngắt ăn cho chiều nay á, thì nó không có đủ đâu. Ít nhất á, mình phải trồng từ 5 cho tới 6 cây thì mình mới hái đủ những cái nụ mình ăn. Thì á, bởi vậy á, đôi khi con người mình hơi lạm dụng ngôn ngữ một chút xíu, chứ Nhật Thanh thấy nó cũng khá là bình thường. Thì cái cây bí ăn nụ này á, mình ăn cả được bông đực bông cái luôn nha quý vị. Thì cái bông đực á, thì nó không có trái ở dưới, còn cái bông cái nó có cái trái nhỏ nhỏ ở dưới nè, rồi cái nụ ở trên thì mình ngắt ăn luôn. Thì thường thường á, người ta thích ăn cái nụ búp lại, chứ người ta không thích ăn cái nụ mở ra. Cũng đúng chứ không phải sai, tại vì á, cái nụ búp lại á, thì cái nhụy ở trong Nhật Thanh thấy á, nó chưa có hình thành, nên mình không cần phải cắt bỏ và mình có thể ăn luôn. Còn những cái bông á, mà nó nở rồi á, thì mình phải ngắt cái nhụy trong mình bỏ, tại vì cái phấn á, nó quá nhiều, với lại nhiều khi cái phấn á, nó dính xung quanh cái bông, rồi mình phải rửa cho sạch. Nó không rửa sạch thì có giống như là vài người bị dị ứng về cái phấn hoa thì rất là khó chịu nha. Thì đó là cái ý kiến của Nhật Thanh, mình ăn cái bông nở rồi hay không nở, nhưng mà theo Nhật Thanh á, mình không có bị dị ứng về phấn hoa thì mình không thành vấn đề. Nhưng đối với ai dị ứng á, thì mình ăn mấy cái bông nở mình để ý một chút xíu. Thì ở đây á, Nhật Thanh có gieo mấy cây bí siêu nụ nè, mình gieo hơn một chục hạt luôn, mà cuối cùng á, lên có 4 cây à. Tại vì Nhật Thanh gieo trong đây rồi mình mới đem ra chỗ khác mình trồng. Có lẽ hạt giống không có được tốt nên Nhật Thanh gieo nó lên chỉ có 4 cây thôi. Và Nhật Thanh nghĩ cây bí siêu ngọn thì nó cũng tương tự như vậy. Giống như là mình trồng á, mình càng ngắt nhiều thì cái cây nó đâm ra nhiều nhánh thôi. Tại vì cái cây của mình ăn trái á, thì mình ngắt ít thôi, mình không có dám như là ngắt nhiều, tại vì mình sợ ảnh hưởng tới trái. Nhưng mà khi mà cái cây mình ăn ngọn không thì mình không sợ. Mình giống như mình ăn rau thôi quý vị, mình cứ ngắt ngọn thì nó cứ đâm ra nhiều nhánh mới thôi. Thì nhờ có những cái này đâm ra, Nhật Thanh có một cái idea rất là tức cười. Thì hôm nay Nhật Thanh xin chia sẻ tới tất cả mọi người nha. Thường thường Nhật Thanh thấy người Việt Nam mình rất là thích ăn ngọn cây bầu nè, cây bí nè, cây mướp nè, cây khổ qua hay cây gì đó. Nhưng mà theo Nhật Thanh thấy á, mình lại thích ăn cây bầu hơn quý vị. Nhật Thanh á, thì thích ăn mấy cái ngọn bầu này hơn, tại vì nó vừa mập nè, nước nè, lại ngọt nữa. Bởi vậy á, mình thích ăn ngọn bầu hơn là cái mướp nè chứ lại khổ qua. Thì năm nay á, Nhật Thanh trồng ở chỗ này á, thì khoảng một chục cây nha, một chục cây. Ở đằng kia thì Nhật Thanh trồng tới 20 mấy cây. Thì cái này á, Nhật Thanh trồng giống như rau sống, nên mình không có cho nó có một cái khoảng cách. Mình trồng cũng giống như là hơi gần với nhau, tại vì mình ngắt ngọn ăn mà. Với lại á, Nhật Thanh không có cho nó leo, với lại không để cho nó sùm quá. Và nếu có cao một chút xíu á, thì Nhật Thanh có cái điểm tựa nè. Cái lưới ở đây thì quý vị trước khi trồng á, mình chọn cái vị trí cho nó, mình trồng giống như là gần gần sát cái tường, để cứ khi nó mà có ngã thì nó dựa vô cái tường quý vị. Cây á, cái lá nó xanh tốt nè, mà hình như Nhật Thanh thấy nó có trái rồi nha. Bởi vậy nhiều khi á, mình nói mình, nếu mà quý vị muốn để trái thì để, mà không để cũng không sao. Mà mình để cái trái nhỏ nhỏ hơi vậy mình ngắt ăn á, nhiều khi mình tiếc á, mình tiếc. Nhưng mà nhớ mà Nhật Thanh nhiều quá, Nhật Thanh cũng ngắt ăn vậy quá. Mà khi á, mình trồng những cái cây bầu này mình ngắt ngọn ăn, thì quý vị nên để ý, thì theo Nhật Thanh thấy á, mình á, hiện tại thì Nhật Thanh chưa có ngắt đâu. Mình phải để cho nó lên vài cái lá, cao khoảng chừng
ba gang mấy thì nó có thêm nhiều lá. Thì quý vị thấy nè, thường thường á, ngay chỗ những cái kẽ lá này nó sẽ mọc lên những cái ngọn nè, như đây nè, quý vị có thể thấy nè, nó mọc lên những cái ngọn. Thì nhà Thanh để cho nó thêm vài cái lá nữa rồi mình mới ngắt cái ngọn mình ăn, thì chỗ này nè nó sẽ đâm ra lên những cái nhánh mới. Thật sự ra cái cây bầu này nè, Nhật Thanh gieo rất là lẹ. Mình gieo cách đây khoảng 2 tuần thôi, Nhật Thanh gieo mới có 2 tuần thôi thì nó đã lên được như vậy rồi. Thì mình ăn thời gian, nếu mà thấy nó không có tốt, quý vị muốn bỏ nó, mình trồng lại á, thì rất là dễ. Và quan trọng á, quan trọng là mình có nhiều hạt giống hay không, Nhật Thanh nói vậy đó. Quan trọng là mình có nhiều hạt giống hay không, chứ mình dục bỏ là dễ rồi. Thì Nhật Thanh trồng lên nó cao khoảng gần giống như là gần 4 gang tay mình ngắt ăn, xong rồi mình để cho những cái nhánh này nó đâm ra. Và quý vị muốn cho cái cây nó cứng cáp một chút xíu và mình á ăn, mình để ý, thí dụ cái cây này mình ăn mình chỉ ngắt ngọn thôi, thì mình bón phân á, trong 3 số mình chọn cái số đầu tiên là chất nitrogen, chất nitơ như quý vị, mình chọn cho thật là cao để cho nó kích thích đó, cái cây nó ra ngọn thật là nhiều lẻ để cho mình ngắt ăn. Và Nhật Thanh á, cái cây này nó cứng như vậy á, là nhờ Nhật Thanh có bỏ sữa nè, sữa tươi nha quý vị. Nếu mình không có sữa thì khi mình bón phân mình chọn số cuối là chất potassium, chất kali nha, mình chọn cho nó cao một chút. Và trong cái bịch phân đó nó có chất calcium, chất canxi đó, thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó cứng cáp lên một chút. Như bây giờ nha, Nhật Thanh nói thí dụ thôi, quý vị cũng có thể ngắt ngọn ăn, thì mấy cái nhánh này nè nó sẽ đâm lên. Nếu mà mình không muốn nó quá cao, mà nếu mà mình không muốn nó quá cao và nó cứ đâm lên như vậy thì mình cứ ngắt ăn thôi. Như rau thôi quý vị, mình trồng gần gần như vậy nè, không cần phải để cho nó leo vàng, rất là mệt. Khi mình trồng cây, mình chủ yếu ăn bông, thì lúc mà mình bón phân trong 3 số, quý vị chọn cái số chính giữa cao nhất, thì cái chất đó là cái chất phosphorus, tiếng Việt mình là chất phosphor. Và mình có thể bón quế cinnamon thêm, hay là mình có thể bón muối Epsom thêm để cho cây nó ra nhiều nụ, nhiều bông. Thì cái đó thêm thôi nha quý vị, mà không có không thành vấn đề, mình chỉ bón phân thôi. Thì năm nay nè, cây Nhật Thanh trồng rất là tốt, chưa nắng nóng như vậy mà cây nó không có bị ủ dột. Bởi vậy cái đất á, mình khi mình làm á, nó cũng ảnh hưởng tới cây một phần nào đó. Tốt dễ sợ, năm nay nhìn cây tốt, Nhật Thanh thấy mê luôn. Phương pháp trồng cây này của Nhật Thanh á, thì cũng giống như là rau sống, giống như là rau mình trồng vào mùa hè, thì khoảng chừng 2-3 tháng thì cái cây của mình nó không có tốt nữa, rồi nó ra bông, nên mình phải nhổ bỏ đi. Thì bầu nó cũng tương tự như vậy nha quý vị, nên mình đừng có nghĩ rằng ô, nó lúc nào nó cũng tươi tốt tới cuối mùa luôn. Và Nhật Thanh cũng hy vọng, mình hy vọng thôi, rằng nó tốt được cuối mùa. Nhưng mà thường thường á, mình nghĩ chừng khoảng 3-4 tháng à, 3-4 tháng là mình nên trồng cây mới, đợt mới lên. Và nếu mình thích ăn cây gì, cây mướp nè, cây khổ qua, thì quý vị có thể trồng tương tự như vậy. Mình có thể làm tương tự như vậy. Tại vì khi cái cây mình trồng mà lấy trái, mình ngắt ngọn giới hạn lắm, nên mình không có được nhiều ngọn mình ăn. Nhưng mà nếu mà mình thực sự thích ăn ngọn, ăn mấy cái này giống như là rau sống hay là rau bình thường mình nấu canh, thì mình trồng như vậy á, giống như là Nhật Thanh trồng hiện tại. Thì nhờ có những cái đó, Nhật Thanh mới có những cái giống như cái suy nghĩ, cái idea nó hơi vui một chút nha. Thì không có, nếu mà không vừa lòng ai thì Nhật Thanh sorry thôi. Sẵn đây á, Nhật Thanh muốn chia sẻ những giống như là khán giả nào thích trồng cây hoa thiên lý để mình
ngắt cái nụ mình ăn. Thì quý vị trồng á, chẳng hạn như chỗ Nhật Thanh đi, một năm nó có khoảng chừng 10 ngày bị đông đá khoảng 19, 20 độ hay 20 mấy độ. Mình trồng không thành vấn đề nha. Tại vì khi Nhật Thanh trồng tới mùa đông á, mình cắt ngắn lại và mình không có giống như lấy ni lông gì che kín hết trơn đó. Nhật Thanh chỉ cắt ngắn lại. Khi nào trời đông đá quá lạnh thì mình lấy cái thùng giấy mình che lên thôi. Bình thường á, thì Nhật Thanh lấy ra, mình tưới nước cho cái rễ nó, giống như là mình duy trì cái rễ nó thôi. Còn khi mà đông đá, mình lấy cái thùng giấy mình che nó lại. Và tới mùa xuân mình mở ra, nó vẫn sống bình thường nha quý vị. Không có gì đặc biệt hết trơn. Nó cũng giống như xà lách son hay những cái cây kia Nhật Thanh trồng. Mình phải nói rằng cây thiên lý này mình tưởng nó yếu lắm, chứ nó rất là mạnh. Nè, Nhật Thanh trồng trong chậu nè, mình chỉ lấy cái thùng giấy á, mình che lại thôi. Và tới mùa xuân á, khi Nhật Thanh mở ra, mình tưới nước á, thì cái cây nó mọc bình thường trở lại. Mùa này á, rau răm á, mọc nhìn thấy ham ghê quý vị. Nhưng mà Nhật Thanh chưa biết ăn cái gì hết trơn, nên mình không có hái vô. Thôi giờ Nhật Thanh qua hái rau má để làm nước mát. Bởi vậy nếu mà quý vị thích ăn, chẳng hạn như mình thích ăn mướp nè, ăn khổ qua hay ăn cái cây gì mình lấy ngọn á, thì quý vị có thể trồng tương tự như Nhật Thanh nha. Nè, rau má nè, xanh mà nó tốt. Nhật Thanh trồng á, sạch lắm á. Mình hay nhổ cỏ, mình không có để cỏ mọc chung với lại rau. Bởi vậy khi mình lặt rau xong vô, mình ít khi nào mà mình phải lựa lại lắm. Nè, mình giật vậy nè. Đó, trong đây nè, nó cao quá trời luôn, nó mắc cái lưới. Nhật Thanh ít hái trong đây nên nó cao quá. Nè, thôi mình xin ngưng video đây nha. Và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ. Và xin hẹn tất cả kỳ sau. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.